Trại bò Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 15 ngày 16 ngày 16 tháng 11 năm 2021. Giao cho anh khách này ở Kinh B của tỉnh Kiên Giang, chuẩn bị lên xe giao khách bò này về Kiên Giang. Địa chỉ trại là lộ DT19 gần Ủy ban Thôn Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Mời quý khách hành thiện các tỉnh gần xa về tỉnh nuôi bò đánh trại xem cùng tham khảo. Chủ chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Giao bò này cho anh khách này ở Kiên Giang rồi anh bắt bò anh lên xe Honda đi Honda giờ quăng xe Honda lên xe tải gì về luôn. Xả là kẹp, xả là kẹp. Bò nghỉ lại. Cái gì nè? Ông nói
thấy cây. Cột phía này đi chú Hiệp ơi, kéo qua bên này đi. Bên này luôn hả? Ừ, qua bên đó đi. Đó, đó, đó. Rồi được rồi, tớ bật bẩn rồi nè. Đâu bẩn lại. Đâu bẩn rồi sao? Chị thấy cái kia. Tại nó bẩn rồi xong cái con suốt. Hai chú xuống buộc cái bẩn ra đi. Bẩn xe đó. Này ơi, thì buộc xong cái điều mình mở ra. Buộc được nó lên cái điều mình mở ra. Bây giờ lên phụ đẩy vô đi. Phụ kéo lên nó vô đi. Nhìn cái bẩn lên là đứng kìa. Rồi anh đi bỏ nó. Coi, coi có kẹt không nha chú Hiệp. Không, không kẹt. Đứng chưa? À, không có không lấy giò nước xịt đi. Hả chú ơi, thả vô chú ơi, cái gì đúng. Lấy giò nước xịt đi. Rồi thả đi, thả đi. Lấy giò nước xịt lên kìa. Mười mấy mười rồi. Quá con này. Mà dạ, con ngậm. Chục con. Lấy lấy giò đi. Mà dạ. Mấy con hú vậy. Rồi thôi, dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi. Đứng vậy, đứng vậy. Chưa đứng, đứng. Ép cho con trắng nó vô sát con kia đi. Xe này động gân, xe nó bắt lại cho tụi con. Ừ, xe này tính gần chục con. Rồi, xe đi, chú ơi. Rồi, dẫn xe lên. Đợi trên chiến ra nha. Đến ra cho anh phụ lên. Đái rồi. Mình lấy dây thì xe không? Phải chứ. Chuyện chặt rồi chứ. Không chắc đâu mày hẹn, không chắc đâu mày đọc kia. Chắc rồi, Dư để xe rồi. Cột lại. Ờ ok. Cột hai con nói rồi. Ừ, rồi anh dẫn vô. Ừ. Đưa lên đi gửi lấy gì còn sao? Con bò đó sắp kiếm chứ. Mới vậy là vậy. Trời đâu, xe đi đó hẹp nó trời. Ép nó chưa? Không có, đây còn còn đây chứ. Giờ đừng nhập vô đưa cho ông mới được. Đây 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 đây, đó đi. Đây là mấy giờ vậy? Đi hồi 4 giờ. 4 giờ hả?
giờ xuống đây mấy giờ, tới đây mấy giờ? Tới đây giờ lâu lắm rồi. Lâu rồi, 6 giờ mấy? 6 giờ rưỡi. Ừ. 6 giờ rưỡi. Tôi đi tới Vĩnh Long rồi, trời mới cái sáng không rồi. Ừ, lên đầu đó thì cho ông đầu xe. Đó. Nè, mình nắm đầu cái từ từ cái đẩy lên. Đó. Rồi anh bước xe lên luôn nha, anh bước lên luôn đây. Bước lên, bước lên, bước lên. Được không? Bước lên, bước lên, leo lên luôn. Đứng cái đầu lên, đầu lên đẩy. Rồi, đẩy lên. Để cái đất lên, cái đất lên lên, đụng lóc. Đó. Rồi, quẹo qua, quẹo qua, quẹo qua, quẹo qua. Cảm ơn mọi người, mọi người, mọi người.